Xin chào tất cả các bạn, mình Hồng Viên đây. Mời các bạn đến với một quyển sách mới để phát triển công việc kinh doanh ngày hôm nay trong thời đại mới của phụ nữ hiện đại. Đó là Người thành công làm gì vào buổi sáng, được viết bởi Laura Rankin. Thật vậy, nhiều người trong chúng ta tin rằng ngủ lâu hơn vào buổi sáng sẽ giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn trong ngày, vì ngủ nhiều đồng nghĩa với việc là chúng ta có nhiều sức mạnh hơn. Thật khó để bỏ qua tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi, và ngủ là cách tốt nhất để làm điều đó. Tuy nhiên, chúng ta hiểu sai ý tưởng này rồi nha. Việc chúng ta cần làm là đi ngủ sớm và dậy sớm các bạn nha. Tại sao là như vậy? Vì buổi sáng là lúc chúng ta đạt năng suất cao nhất, vẫn đang trên bờ vực tiềm thức, nhưng mức độ sáng tạo của chúng ta rất cao, chắc chắn rất thật là khó để mà thay đổi cách chúng ta trân trọng vẻ đẹp của buổi sáng. Nhưng điều đó thật là đáng giá biết bao. Hãy dành buổi sáng của bạn cho các hoạt động sẽ giúp bạn phát triển về mặt chuyên môn này, cá nhân này, và cải thiện mối quan hệ của bạn với người thân yêu, đặc biệt người cha, người mẹ, người anh, người chị, bạn đời của bạn, vân vân. Điểm mấu chốt ở đây là không trì hoãn những việc này cho đến cuối ngày, hoặc tệ hơn nữa là buổi tối, khi chúng ta hoàn toàn kiệt sức sau một ngày dài đằng đẵng, rất nhiều công việc nối tiếp đua nhau và đôi khi thực sự là cảm thấy bị tê liệt. Áp dụng một số thói quen vào buổi sáng quan trọng, giống như thiền nè, hoặc tập thể dục, dành thời gian chất lượng cho gia đình mình trong buổi sáng, hoặc đọc những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực nghề nghiệp của bạn. Và buổi sáng, ý chí của chúng ta cũng mạnh mẽ hơn buổi tối rất nhiều. Vì vậy, nửa đêm về sáng là thời điểm tốt nhất để bắt đầu dần dần cải thiện cuộc sống của bạn. Sao chúng ta không thử những điều này nhỉ? Đôi khi học hỏi chúng ta đã làm gì trong tuần, chúng ta có thể trả lời một điều đã làm việc. Nhưng mà trên thực tế chúng ta còn làm nhiều hơn thế. Nhưng những hoạt động khác đã vượt quá phạm vi nhận thức của chúng ta. Trong một tuần hãy cố gắng ghi lại mọi việc bạn đã làm trong ngày theo từng giờ. Tất nhiên bạn không cần phải tính từng phút, nhưng mà ước tính thời gian một cách đại khái để kiểm soát được khối lượng công việc mà bạn cần phải thực hiện và hoàn tất trong ngày là điều rất là quan trọng. Khi bạn đã hoàn thành cái danh sách của mình thì hãy sắp xếp các hoạt động thành những hoạt động quan trọng và không quan trọng. Cố gắng cắt giảm thời gian dành cho những việc không quan trọng để nhường chỗ cho nhóm những công việc quan trọng còn lại. Và bằng cách này bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân và háo hức thức dậy vào buổi sáng để đón chào một ngày mới. Vâng, chúc các bạn thành công trong việc set up lại công việc kinh doanh của mình, cũng như sắp xếp lại, tu bổ lại vấn đề gia đình và tạo thêm nhiều không gian cho bản thân mình, gia đình mình và những người thân yêu mình nhé. Tạm biệt các bạn. Oh my, just got a real head, chillin' with the top down, swimming like